he failed Harvard before reading because he wanted to open a software company with his friend for Ireland. However, he later said, "I don't think working out is a good idea." In 27, he received an honorary degree from Harvard. He began his speech by saying this to his father in the audience, "I've been waiting more than 30 years to say this, that I only told you I come back and get my degree. You get a not longer working full time for my research. He now with his wife running the UN Melinda Gay Foundation with aim to improve healthcare, reduce poverty and remote education around the world. I admire him a lot because he is a famous businessman and he is very general level, and I want to be someone like him." That's all. Okay. Các bạn để ý cái một cái mà mình hay hay gặp này. Tại vì mình đang chuẩn bị về mình có thời gian rất là nhiều, các bạn có thể lên mạng search nè, các bạn có thể tìm hiểu sách báo nè, mình tìm hiểu được rất là nhiều nguồn đúng không các bạn, cho nên các bạn đưa rất là nhiều thông tin. Như các bạn nghe về bạn Hannah nó kể nguyên một cái tiểu sử rất là dài của Bill Gates, rất là hay, rất là đầy đủ, rất là chính xác, chứ chờ không có cái vấn đề gì ở đây hết. Nhưng các bạn để ý nè, ở đây khi các bạn đi thi các bạn chỉ có đúng một phút à, và mình sẽ có rất là ít thời gian để mình nhớ về những cái chi tiết đó. Vậy thì nếu như mình có thể nói về một cái gì đó mà sơ lược, ngắn gọn, mà có thể là các bạn đã tìm hiểu rất là nhiều thông tin rồi, các bạn thử mình nói bằng cái chính cái tiếng Anh của mình, chính cái cách mà mình giống như mình đọc cái thông tin đó rồi, mình đọc cái thông tin đó rồi xong các bạn bỏ cái thông tin đó vào một bên để bạn mới nói cho cái người thứ ba, cái người thứ hai mình có thông tin bên này, các bạn bỏ nó qua một bên, còn các bạn nói với người kế bên đó. Đó là cái cách để mình tập nói với các bạn ha. Cho nên bây giờ các bạn đang bê một cái gì mình đọc đó, mình đưa nó vào trong một cái trang giấy để cho các bạn nhớ và các bạn đọc. Đó là một cái cách hay để cho các bạn luyện về cái cách pronunciation. Teacher thấy là bạn hay là sử dụng rất là tốt về thầy luôn. Với bạn hay là sử dụng quá khứ những cái nơi cần thiết rất là tốt luôn. Nhưng mà chỉ có một cái nó không được thực tế lắm, là chỉ là khi mà mình đi thi thì khó để mà mình nhận được rất là nhiều cái thông tin như vậy, mình áp dụng được rất là nhiều thông tin như vậy, rất là khó. Nó hơi dài hay nè, it's a bit too long, it's 2 minutes and 25 seconds. Hình như chắc hay là chỉ cần tóm tắt ngắn lại cái phần tiểu sử, cái phần who is he, yeah. Cái phần đó một chút, làm nó ngắn là một chút, đơn giản hơn một chút là được. Everything else is alright. Your pronunciation is good. Your tenses is perfect. Well done, Hannah. Well done. Did you search on Wikipedia? Yes. Okay. Yeah, I can add an. I know that the word that you use that from Wikipedia. Và đặc biệt khi mà mình nói với một người khác á, Hannah, cố gắng mình bỏ bớt những cái câu mà người đó nói, ví dụ như là ai, người ta sử dụng cái câu mà Bill Gates nói, khó để mà nhớ đó. Hoặc là các bạn nhớ được một cái câu nào đó mà hay của người đó đi, các bạn chỉ sử dụng một câu, đừng sử dụng nhiều quá. Well done, Hannah. Bill Gates, very famous person that everyone knows. Okay, so we got Vincent, who run VietSun, and we have Bill Gates, the Microsoft company. Rồi, vậy là nãy giờ là mình được hai businessmen rồi ha. We got two businessmen. Okay, who want to do next? Anyone? Kick, can you do next kick? Yes. Oh, sure. All right. Let me get my clock.
All right, you can start when you're ready, Kik. Okay, today I'm going to tell you about a famous person I admire. He is Arnold Schwarzenegger, who is an actor and a bodybuilder. He has fit body with a soft brown hair. When he's 15 years old, he was famous for his muscle, and he considered as an important person in the history of gymnastics. When he 25 years, he first became an actor. In his actions, he have played many famous films such as the series of Terminator, Conan the Barbarian, and so on. And he have played many comedy films too. In his film, he's so cool, he can kill all the enemy with his gun. I admire him because he's so strong, and I think he's the best actor in action films. Moreover, he's so cool and funny. That's what I want to tell you. Okay, very good. I know him very well. He's one of my favorite actor too. Nếu như các bạn nào mà coi bộ phim Kẻ Quỷ Diệt đúng không? Kẻ Quỷ Diệt, tiếng Việt của mình là Kẻ Quỷ Diệt. Yeah. Okay, Terminator mấy bạn. He very very cool. He's a robot and he like bạn Kiệt nói đó, he can kill all the enemies with his gun. Chắc bạn Kiệt còn thiếu một cái thông tin nếu như các bạn có thể nói về cái admire. Tại vì hình như cái ông đó ổng làm thị trưởng của một thành phố ở Mỹ luôn đúng không ta? Có là thị trưởng của thành phố. Dạ tại em thấy nó liên quan tới chính trị quá, không có thêm vô. Ừ đúng rồi. Ok. Nhưng mà nếu mà Kiệt có thể thêm vô nó cũng là hay. Mình chỉ cần nói sơ qua thôi. Nói sơ qua he become thị trưởng tiếng Anh là gì cả. Forgot the word. Nhưng mà đó cũng là hay. Alright. So your speech is about 1 minute and 30 seconds, which is very good. Okay. Enough everything. Có một cái phần mà admire, cái lý do này đó mà bạn rất là hâm mộ cái người đó. Thứ nhất là cool, thứ hai là nếu như bạn thì có thể nói thêm là cái khả năng mà he worked very hard. He worked very hard to be a gymnastic. Yeah, he worked very hard. And hình như gia đình của ông đó ngày xưa cũng khó khăn không ta? Chứ trời không nhớ nữa. Trời không nhớ rõ. Nhưng mà cái sự cố gắng cho họ, the courage that he become a very very important person in the history. Well, very good. Terminator, Anoi. Okay, well done. I like it, Kik. 1 minute and half. Yep. Bài của Kiệt nếu mà đi thi là cũng ổn, tại vì không có, nó không có thiếu gì hết, bạn trả lời hết những câu hỏi đó rồi. Vỡ cũng khá. Nếu như bạn có thể thêm một số thông tin về cuộc sống cũng hay. Bạn Kiệt có đặc biệt khác là bạn Kiệt có diễn tả về hình dáng bên ngoài nữa, về appearance nữa, ha? Khác với lại cái lần đó là cái phần khác với lại hai bạn trước đó. Very good, Kiệt. Okay. All right. Thank you, Kiệt. Who's gonna be the next one? Được ba bạn rồi nha. Bạn Biên, bạn Hannah với bạn Kiệt đây nè. Anyone wanna go next? Vậy An được không An? And are you ready to do it? Yes. Okay. Em bữa nay giọng yếu quá. Okay. Yeah, and you can start when you're ready. Then. Yes. Among the cast of artists and actor, the one who embraced me the most was Maxine Như Lan Ngọc. She is an actress and model. She is 13
21 years old. And admire her because she has a gentle and active personality, as well as polite attitude to with others. I can watch her movie many times without getting bored because it is very attractive. That's all. That's not even 1 minute. And nếu như bạn An có thể nói thêm cái phần mà who they are, mình sẽ nói thêm cái phần đó được thêm nhiều nữa An ha. Mình có thể nói về cô ấy sinh ra ở đâu, cô ấy lớn lên ở đâu và cô ấy bắt đầu sự nghiệp vào lúc nào, và bộ phim nào mà cổ thành công. Cổ đóng rất là, hoặc là mình không nhớ thì có thể nói là cổ đóng rất là nhiều bộ phim, nhưng mà bộ phim mà mình thích nhất, the movie that I like her the most is in cái gì đó, movie gì đó, cái rất là nhiều thông tin để mà mình có thể thêm vào, đặc biệt là với actor mấy bạn ha. Actor là thôi thông tin đầy hết trơn luôn, người ta diễn hay, người ta mình thích người đó, vậy thì họ có đạt được cái giải gì không, hoặc là mình không biết đi, nhưng mà mình có thể nói về những thêm những cái bộ phim của họ đóng. Tôi cho nghĩ là đối với phần của An đầy đủ hết rồi, chỉ có thêm một chút xíu về nói cho người khác biết về cái người diễn viên đó. Tại vì ở đây chắc bạn nào cũng biết Ninh Dương Lan Ngọc rồi đúng không? Nếu như mà Tiết Trà không biết người đó là ai đi, bạn An đóng một cái người mà bạn An giới thiệu cái diễn viên đó cho Tiết Trà biết, chứ không biết người đó là ai đó. Vậy thì khi mà An muốn nói vậy, An sẽ diễn tả thêm về cái cuộc đời của cái người nổi tiếng như thế này. Họ nổi tiếng như thế này, làm sao để họ nổi tiếng? That's good, em. Bài của bạn cũng khá đầy đủ rồi, chỉ có là thêm cái phần đó là được. Ok, well done. Sao mình làm thêm research chút nha, mình research thêm, mình tìm thêm xíu thông tin nữa. Okay. Rồi, thank you, em. Very quick, huh? All right, who's next then? What about Thịnh? Thịnh, can you do next Thịnh? So I really admire Crystal Gamer. He's a famous YouTuber, streamer, and he's a famous actor. He's very funny YouTuber. He know how to make the viewers like me laugh, and he also very pro at playing games too. I admire him because he's a funny person who can make everyone laugh, and he's a talented man too. He started his YouTuber career with only cheap equipment and a little of viewers, but now he already have 9.89 million subscribers and more than 2 billion viewers. And he's very hardworking man too. He make money on his own, although his father is a very rich person. That's all. Okay. So 1 minute and 10 seconds. Okay. Crystal Gamer. I don't know about him, but is he very, what game do he play? Does he play even? He play many different types of game. Okay. Cái đó Thịnh có nói không? Hình như Thịnh quên câu đó hả? Phải không? Nếu như Thịnh thêm câu đó giờ thì nó sẽ khá đầy đủ hơn. Tại vì he's a streamer, he's a gamer. So there must be a game that he very famous for. Có thể là một cái game nào đó mà cái người YouTuber này rất là nổi tiếng để mà chơi cái trò chơi đó. Cho nên mình có thể giới thiệu thêm một số cái game mà bạn có chơi ha. Về cái phần khác, các bạn để ý nè, bạn Thịnh đưa ra một cái ý rất là hay là hard working. Đối với những cái người nổi tiếng thì cái điểm chung của họ là gì bạn? Hard working. Okay. Tại vì sao họ được nổi tiếng? Tại vì họ đã hard working. Đó là một cái điểm chung rất là dễ tìm thấy ở những cái người nổi tiếng các bạn nhé. Cho nên
Cho nên nếu như các bạn admire them because he, they are hardworking, cái đó là ai cũng đồng ý. Okay. Bạn thành thêm một cái nữa là funny, he's funny, he makes everyone laugh. Okay. Hmm. Crystal Gamer, all right. I never know about him. Maybe I search for him later. Well done, Thịnh. À, của bạn Thịnh thì chỉ cần thêm xíu về cái phần game mà bạn nó chơi vậy thì. Bạn nó chơi những game gì và cái người YouTuber đó người ta nổi tiếng với lại cái game gì và sau này người ta đang chơi. Mình nói thêm về cái lịch sử làm việc của họ để mình biết, để cái người đối diện người ta biết rõ hơn. Anyway, well done Thịnh. Very good. Crystal Gamers. Rồi, ok. Vậy là còn lại bao nhiêu bạn đây? Còn bạn Thanh nè, bạn Vi nè, bạn Quốc Nguyên với lại bạn Bảo Di. Thanh, can you go next, Thanh? Hơi dài nên con nói nhanh xíu được thầy. Hả? Sao Thanh? Bài này hơi dài nên con nói nhanh xíu được thầy. Dài hả? Ok, rồi. Vậy cứ nói đi rồi, teacher có gì teacher coi coi cái phần nào mà có thể thành bớt lại nha. Ok, yeah, you can start when you're ready. Okay. You know BTS? BTS are Korean boy group in 2013. They debuted from a negative number under Big Hit Entertainment. And with a debut at that time, so from that they weren't widely known when they debuted, but they are never gear. Their music is very interesting and meaningful. Their lyrics often focus on personal and social commentary, touch on the themes of mental health, troubles of school age youth and coming of age, and the journey towards love of self, and they dare to relive the passes of a society that block their dreams. They show their determination as well younger generation today for the future in their lyrics, thanks to their evolved. Since 2017, they have become more popular. They have seen companies get over the races. And recently, they were also appointed a special envoy of the Korean president. It's really a pride of BTS and their fans. They preserved their struggle and on, they taught us how to love yourself. At UNICEF in 2018, this leader stood in front of lots of people and said, just love yourself, no matter who you are, just be yourself. So yes, the reason that I admire them. Thank you for your listening. Ok, à, để cho biết rồi là bạn Thanh đọc trước rồi đúng không? Cho nên canh tốc độ là canh đúng 2 phút đúng không? You speak exactly 2 minutes. Jeez. Ok. So, done. BTS. Ok. Thứ nhất thì tí trời nói là cái bài này khá là đầy đủ ha. You did very very good research on it and you give a lot of information about BTS. Nhưng mà có một cái điểm duy nhất mà bạn Thanh nên để ý nè. Các bạn, mình để ý cái đề của mình nè. Describe a famous person you admire. Okay? So, the topic is a famous person, các bạn. Chứ không phải là a group of people. Okay. So, cái bài của Thanh có một cái cách rất là dễ để mà mình sửa lại nè Thanh. Bây giờ Thanh chọn trong nhóm BTS, chọn ra một người ở trong đó đi. Ok, vậy là mình chọn một, mình nói về một cái người ở trong đó thôi, một cái thành viên ở trong đó thôi. Okay. Nhưng mà mình sử dụng hết được những cái thông tin mà nãy giờ bạn Thanh sử dụng, đúng không? Tại vì cái đề người ta nói là a person, cái khó là a person, a famous person ha. Cho nên khi mà mình, các bạn nhớ khi mà mình đọc đề, mình kỹ cái phần đó ha. Tại vì nếu như bạn Thanh nhập cái này nói rồi thì cũng khó.
chắc là nếu mà mình đã chuẩn bị rồi, mình đã chuẩn bị trong đầu về BTS rồi, thì mình lỡ mà trong trường hợp mình mới giật mình ra, mình đọc ra cái đề chết rồi, cái đề này nó nói là one person chứ không phải là group. Vậy thì bạn Thanh cố gắng mình ứng biến, mình nhảy qua là mình nói về cái thành viên, một thành viên nào trong đó luôn. Nhưng cứ chờ nghĩ là bạn Thanh rất là thích BTS vậy thì chắc tên của tất cả các thành viên là bạn Thanh biết hết. Ok, so yeah, cái đó là cái mẹo ha. Khi các bạn chuẩn bị, mình đang nói về một cái nhóm, mình đang chuẩn bị về một cái nhóm rồi. Cái thứ nhất vẫn là các bạn cố gắng mình đọc kỹ đề trước để mình tránh bị lạc đề ha. Cái đề của mình là a famous person. Ok. But very good, thank you, you prepare very well. Có cái chữ effort đó, effort là nhấn dần đầu ha, effort, thanks to their effort, thanks to their effort, là cái effort là cái sự cố gắng, nó là danh từ, nên mình nhấn dần effort. Then everything else is fine, your pronunciation is very good, I have nothing to comment about your pronunciation. You speak very fast, I know that you prepare a lot of information. That's why you try to speak fast. Okay, well done, BTS. Vậy thì nếu mà Han phải chọn một trong những người, if you have to pick one person in the band, that who will you talk about? I will talk about the leader. The leader. Wow. Okay. What's his name? RM. RM. Okay. Yeah. I don't know. I'm just trying to test you. Alright, very good. Yeah, I heard a few songs from BTS. Persona, yeah, that song is good. Even though I'm not a fan of K-pop, but I really like IU. You know IU, right? Do you know IU? I like her. Yeah, I like her like 10 years ago when she just started singing, but so early. Yeah, that's right. She's just 1 year older than, or younger than me. She's 1 year younger than me. She born in 1993, and I born in 1992. Okay, well done. Ai, bạn Thanh ha, very good. Mình đang, cái danh sách của mình đang mở rộng các bạn. Mình qua tới âm nhạc, có diễn viên nè, có streamer nè, có diễn viên, có ca sĩ nè, có businessman nữa. Rồi, vậy thì tiếp tục là bạn... bạn Vi được không Vi? Vi, can you go next, Vi? Yes. Give me one sec. Okay, yeah, you can start when you're ready. I would like to tell you about a person that I admire. Leonardo da Vinci is considered a powerful Italian genius. At the age of 15, da Vinci became a student of Andrea del Verrocchio in Florence. When he grew up, da Vinci spent 17 years inventing, creating paintings, doing scientific research and executing many creative ideas. He was a man with ideas ahead of his time, especially his creating of helicopters, solar conversion wheel, computer, among many other inventions. The pinnacle of Da Vinci's career created the Mona Lisa in 1503. I admire his multi-talented mind. He is a great inspiration of young age. His masterpiece have contributed a great deal to the civilization of mankind and left many valuable lessons for young people in the future. Thank you for listening. Wow, okay. I've never expect anyone will talk about Leonardo da Vinci. Okay. Chưa bao giờ nghĩ là các bạn sẽ chọn, có một bạn sẽ chọn Leonardo da Vinci luôn á. He's the one of a very famous person in the history. Okay. Wow, do you like history, V? I don't like.
Then why did you choose Leonardo da Vinci? Is he very... Is there any reason that you choose him? Tự nhiên nó nghĩ ra thầy. Oh, okay. So maybe because you know you like Mona Lisa đấy. Okay. Nếu như bạn nào mà chưa biết thì ủa chắc bạn nào cũng phải biết chứ, tại môn lịch sử có học về Leonardo da Vinci mà. Cái nồi vẽ bức tranh Mona Lisa đó các bạn. He's very very talented. He one of my well, I love history, so I really like him, the way that he invent a lot of things ahead of the time. Okay. Có những cái từ ở đây tí trời chỉ thấy hai từ mà Vi phát âm chưa rõ nhất thôi, là một là invention ha, inventions, với lại là civilization, đúng không? Cái chữ civilization nữa thôi là civilization. Invention. Okay. Okay. Leonardo da Vinci, he was your time is 1 minute and 35 seconds, which is very good, very, very good for speaking. Về thông tin, nếu một phút rưỡi thì chắc chắn không, kêu bạn bạn Vi thêm gì đâu. Cái bài đó là rất là đầy đủ rồi. Okay. Không cần thêm gì hết. Một phút rưỡi là perfect. Okay, you answer all the questions. That's good. Well done, Vi. I really like it. Leonardo da Vinci. Wow. Okay, vậy là còn còn hai bạn nam nè. Nguyên với lại Di. Di, can you go first, Di? Bạn Di đi trước được không? Okay. Okay. Okay, you can start when you're ready, Di. Nhi đâu rồi? Như bạn Nhi chưa chuẩn bị xong vậy thì cho bạn Nguyên làm trước nha. Để thôi Quốc Nguyên làm trước đi, Quốc Nguyên. Dạ. CIA Minh Hằng. CIA Việt Nam Mi Singer Song Rai and good deal. She is very good looking with long black hair and beautiful smile of intensity can Minh Hằng qua a fiberglass acti of the year by HTV award in 2018, she become a film expert in đầu tư investment hả? Investor. With her divorce from the session of writing a love song. What's the line most about her is that she is very well and very in a begin to listen to a bit. How so I like. Okay. Oh. Cái phần mà Nguyên nói là I really like her because sao Nguyên? I very cái chỗ nào ra? Cái phần câu cuối á, cái phần câu cuối mà Nguyên nói á, I really admire her, hay là I really like her because
cái lý do mà bạn thích cô ấy đó. Là thích cô ấy là hát rất hay và nghe truyền cảm. Okay. She sings very well hả? Huh? She sings very well. Sing very well. Oh, okay. Very good. Cái chữ actress á, Nguyên. Actress ha. Huh? Actress là diễn viên nữ ha. Huh? Actress. Okay. Actress. Songwriter. Bạn Nguyên, nếu như bạn Nguyên mình làm sao để tập phát âm đó Nguyên? Tại vì cái phát âm của Nguyên nó hơi chưa có rõ. Như những cái âm cuối này nè, Nguyên nhớ để ý nha. Như actress, à, có cái chữ S hay sao? Actress. Yeah. Như chữ is ha. Hoặc là was. Thấy chưa? Nguyên không có cần phát chỉnh nhiều bây giờ. Bây giờ Nguyên cứ để ý những cái âm cuối, Nguyên phát âm chuẩn trước cho teacher đi. Từ từ cái phát âm của mình nó sẽ đỡ hơn. Mình đừng có ngại nói. Nguyên cứ nói đi để teacher biết cái yếu của bạn Nguyên như thế nào để teacher có thể chỉnh sửa cho bạn Nguyên hết. Đặc biệt là bạn Nguyên là cái chữ S của bạn Nguyên đó, mình tập ha. Mình tập chữ S nhiều một chút. Như song, okay, songwriter, actress, okay, chữ S là Nguyên tập kỹ một chút là ổn, ha, từng bước mình tập lại cho nó kỹ, okay. Thế cho biết là một số bạn đó mà mình tiếp xúc với tiếng Anh nó hơi trễ hơn những bạn khác, vậy thì cái phát âm của mình nó không có hay, có thể nó không hay bằng những bạn khác, nhưng mà các bạn cứ để ý mình thấy mình chưa hay, mình nói chưa hay, mình cứ tập đi. Mình cứ tập, một người có người nào người ta chỉnh cho các bạn. Vậy thì các bạn từ từ các bạn sẽ hết à. Nhưng ngày xưa teacher cũng tiếng Anh, teacher nói chuyện cũng không có hay đâu các bạn. Từ từ teacher làm quen với lại những cái mình nói chuyện với những cái người khác, người ta thấy mình sai cái chỗ nào, người ta chỉ cho mình và mình sửa từ từ, mình tập từ từ là mình được tốt hơn ha. Thấy các bạn ha, chứ đừng có ngại mình thấy mình nói không hay rồi cái mình lại không nói là nó không tốt ha. Ok, very good Nguyên. Bài của bạn Nguyên là 1 phút 1 minute and 40 seconds. Which is good. Chỉ cần bạn Nguyên tập cái phát âm chuẩn thôi là very very good rồi. Okay. Minh Hằng ha. Okay. Rồi, bạn Di ơi, Di có nghe được chiếc show không? Ok. If not, then Charlie, you want to do with the class, or are you okay this week? Yeah. Okay. Huh? Yeah. You want to do the speaking, or you want to skip to next week? Yes. Now or next week? Now. Wait. Wait me a minute. Be right back. All right. Sure. Answer the phone first. Yeah, okay. So, yeah, you can start when you're ready. I'm ready. Okay. Chị ngại bạn bắt đầu rồi đấy. So, I'm gonna talk about favorite basketball player. I'm playing James because he's my favorite basketball player. He's well more than 6.5 feet tall and he's professional competing in Los Angeles Lakers. His basketball jerseys is number 6, look like my number in my class. So I really love him because his skill at betting on the ball is super perfect. So he can out in the NBA, LeBron has inspired me in every aspect that brings me to the end of the presentation. I've talked about my favorite basketball player, LeBron James. Thank you for listening. Okay. All right. A basketball player, his name is LeBron James.
hình như cái connection đó, cái connection ở bên bạn hơi bị không biết là tại bên teacher hay là tại ở bên Hảo á, cho nên cái từ nó hơi bị giật á, cho nên teacher không có nghe rõ. Nhưng mà những cái phát âm của Charlie là your pronunciation is really good, Charlie. So you really like basketball? Do you like basketball? I'm playing basketball too. Okay. How tall are you? About 5.6 feet. Can you convert that to centimeter? Like 173 centimeter. Wow, yeah. You were taller than me. Wow. Okay. All right. Vậy bạn Charlie cho mình làm quen với là cách làm của phần speaking của IELTS ha. Mình Nếu như bạn Charlie có thêm thời gian, bạn Charlie có thể tìm theo về cái tiểu sử của người đó, bạn nó sinh ra ở đâu, sinh ra ở thành phố nào, hoặc là sinh ra ở một cái vùng nào ở nước Mỹ hay sao đó, rồi bắt đầu chơi bóng rổ từ lúc nào. Nếu những cái chi tiết nhỏ mà mình có thể thêm vào, đặc biệt là các bạn khi mà các bạn học về cái chủ đề này rồi, các bạn chọn một cái người nào đó mà các bạn rất là thích. Lúc mà các bạn chuẩn bị đi thi á nha, lúc mà các bạn chuẩn bị đi thi, các bạn chọn một cái người nào đó là các bạn rất là thích, để cho mình có thể nhớ về cái người đó, mình có thể diễn tả về cái người đó một cách thoải mái, một cách dễ dàng các bạn nhé. Những cái thông tin chút xíu về người đó thôi, mình không có cần biết lắm, biết nhiều quá về cái người đó cũng được. Tại chi vậy? Tại vì có một số cái đề mà nó sẽ ra là những cái người mà mình yêu thích, mà mình admire một cái người nào đó, mà có thể diễn tả một cái người anh, một cái người em của mình trong gia đình, một cái người nào đó mà bạn rất là yêu mến ở trong gia đình cũng được. Để mình có thể sử dụng những cái từ vựng liên quan đến bóng rổ hay gì đó, mình có thể diễn tả tới người, mình có thể nói là cái người anh của mình chơi bóng rổ rất là giỏi đi. Vậy thì bạn Hảo có thể bê luôn cái bài của cái anh James này, mình đưa qua cái người anh của mình luôn, my cousin, my brother. Ok, đó là cái lý do mà các bạn làm những cái dạng bài này, các bạn coi những cái từ vựng mình có thể nhớ được, mình sử dụng trong những cái dạng đề khác ha. Từ từ teacher sẽ cho các bạn thấy những cái bài, những cái đề mà nó không có liên quan gì đến nhau, nhưng mà mình có thể sử dụng những cái từ vựng nó liên quan, nó giống nhau. Ok, rồi, very good. Bài của bạn Charlie thì tầm một phút thôi à, tại vì bạn nó chưa có chuẩn bị nhiều. That's good. Alright. Rồi, chủ đề của tuần sau với bạn ha. Next week topic is, let me get the next week topic. Rồi, tuần sau mình sẽ làm về movie nha bạn ha. Movie, được không? Ủa, movie mình làm chưa ta? Hình như chưa mà. Đúng không ta? Chưa. Okay. So, your topic next week is describe a movie that you have seen and enjoy. Các bạn thấy không? Cái thầy của nó là cái gì? You have seen and enjoy. Tức là quá khứ á. Cái gì đó mà mình đã coi trong quá khứ rồi. Cho nên khi các bạn diễn tả về bộ phim đó, mình có, khi mà những cái sự thật về bộ phim đó mình sẽ sử dụng là hiện tại, đúng không? Bộ phim đó bao nhiêu tiền, tôi đầu tư bao nhiêu tiền, hoặc là mình thấy cái bộ phim đó, cái nội dung của nó như thế nào, thì mình sẽ sử dụng hiện tại ha. Còn như mình nói về cái lúc mà mình đi coi phim á, mình diễn tả về cái thời khắc đó thì mình sử dụng quá khứ. Nhưng các bạn để ý về cái thì của cái dạng bài này ha. Thì cái dạng bài này các bạn sẽ cần trả lời 4 câu hỏi này. Đầu tiên là what the movie was called. Cái phim nó tên gì? Đơn giản ha, phim nó tên gì? Vì ngoài cái phim nó tên gì, các bạn có thể nói về thêm một số là nó làm từ nước nào. Is American movie? Is it English movie? Chinese movie? Mình nói thêm về cái movie đó ha. And where you saw it? Mình coi nó ở đâu? Maybe you can watch them on the internet. You can watch them at the movie theater.
You watch them in the at your friend's house. You have a movie night with your friends that all your friends come to one house and then watch the movie together. Em mình có thể nói thêm về cái đó. Right. What type of movie was it? Cái type các bạn ha, cái thể loại của bộ phim đó là gì? Nếu như các bạn chưa biết nhiều về thể loại, các bạn có thể tìm hiểu thêm về những cái thể loại phim ở trên mạng. Okay. Ngoài những chỗ này, người ta có gợi ý cho mình một số như là comedy, action, romance. Okay. And you have to tell us the reason why you enjoy it. Okay. Mình coi bộ phim đó thể loại gì và tại sao mình lại thích bộ phim đó. Okay. Rồi, các bạn thử mấy bạn chụp hình lại cái topic này ha. À, cũng như thường lệ, Tiết Trời sẽ cho các bạn một cái bài để các bạn có thể dựa vào đó, có thể dựa chút xíu vào đó có thể làm được. À, đây là một cái bài mẫu mấy bạn nhé, các bạn có thể dựa theo bài này để cho các bạn làm, hoặc là các bạn có thể mở rộng thêm cái cách mà mình thích, nhưng mà ít nhất mình cũng có cái sườn để mình theo mấy bạn nhé. Các bạn đọc cái bài này trước rồi các bạn hãy làm cái bài của mình. Okay. Rồi, các bạn ok về cái phần topic chưa? Các bạn có chụp hình màn hình lại được chưa? If everyone okay, please give a thumb up that I know, or raise your hand that I know that you've done. Còn như các bạn muốn chụp lại cái đề, yeah, đi, ổn hả Vinh hả? Vinh chân. Okay, what about everyone else? Một cái điểm bất ngờ tiếp theo là những cái bài speaking của tụi mình mấy bạn ít có bài nào mà mấy bạn làm chung với nhau ra. Như cái bài bữa nay là thôi có những cái đề tài mà tiếp theo không nghĩ là mấy bạn sẽ làm luôn. Nói chung dạy một lớp mà các bạn có những cái suy nghĩ mà nhưng mình không có bị trùng á. That's very interesting to teach that. Thật sự có những cái ở trong này mà teacher chưa biết về cái người đó, nhưng mà các bạn giới thiệu cho teacher cũng là một cái rất là hay. Cho nên mấy bạn cũng để ý khi mà mình làm bài xong rồi đó, mình speaking xong rồi đó, mấy bạn cũng có thể nghe những cái bạn khác nói về cái người đó để mình biết thêm về cái nhân vật đó, và biết đâu mình lại học lén được một số từ vựng mà những bạn khác sử dụng rất là hay thì sao, đúng không? Như bạn Biên có sử dụng là reputation, attitude nè. Reputation là một từ rất là hay đó bạn. Reputation, talented, cái civilization, effort, các bạn sử dụng những cái từ rất là hay. Ok, rồi, nếu như ổn là vậy mình quay lại sách của mình nhé bạn. Let's go back to our book. Cái phần grammar này thôi chắc đợi tuần sau mình học buổi sáng đi các bạn. Để cái phần grammar này nó cũng nhanh, nó cũng đơn giản. Thế là mình làm speaking nó hơi lâu rồi đó, sợ tốn thời gian của các bạn, cho nên mình nhảy qua phần reading luôn nha các bạn nhé. Let's go for reading. Okay, ask and answer the question. Do you know anyone study abroad? Okay. In this class, do you know anyone study abroad, everyone? Bạn có biết bạn nào, hoặc là trong gia đình mình hoặc là bạn bè của mình có người nào study abroad không? No one? No one know anyone study abroad? Okay. Oh, I think my aunt school used to study abroad. Okay. So where did he study? Where did he study? In Singapore. Singapore? For how long? Oh, I forget it.
Okay. So you do you know what did he study in Singapore? Oh, he an English teacher. Oh, so he's an English teacher. He studied in Singapore. Wow. Oh, that's good. What? He's English teacher? Why don't he teach you, okay? Because you are naughty? Oh, he teach me when I'm in secondary school. All right. And because of you are very naughty, so he doesn't teach you anymore? Because I don't know. All right. There must be a reason why. Because you are lazy to do exercise and something like that. I'm angry with you. Okay, anyone else have anyone that know anyone study abroad? Oh no, no one know. Okay. Đây, để thầy giáo mình nhảy vào cái phần reading luôn các bạn ơi. So, you will read the paragraph, okay, and answer the question. So, question number one. How many international students are there in the world? Okay. How many international students are there in the world? Okay. Như vậy, in the world, các bạn ha. Yeah. Number two là how many international students are there in China? À, tiếp tục là international student nhưng mà in China. Okay. And number three, how many international campuses are there in the world? Okay, ở đây là tiếp tục hỏi về campus, như vậy nhé, campus in the world. Vậy thì campus, các bạn sẽ hỏi campus là cái gì? Campus, international campuses. Okay, các bạn một cái trường có thể mình sẽ có vài cái campus, một cái campus, một cái trường đại học, một campus, sao ta? Có thể gọi là chi nhánh hả? Chi nhánh cũng được. Nếu như các bạn học một cái trường nào đó mà có campus 1, campus number 2, campus A, campus B, cái trường có nhiều cái chi nhánh ha. Hoặc là mình nói chung thì một cái trường, một cái khu, trường đại học với bạn thường nó có một cái khu gọi là gì ta? Chợt quên cái tên tiếng Việt của nó rồi. Campus là một cái nơi dạy, một cái trường đại học thường mình gọi là một cái campus. Ở trong đó nó sẽ có tất cả mọi thứ luôn, thư viện nè. Nó giống như một cái trường học bình thường của mình đó bạn, nhưng mà người ta không có gọi là school, không có gọi là university, mình có thể dùng là campus, một cái chi nhánh. Nếu như các bạn dịch ra có thể nó sẽ ghi là chi nhánh đó. Campus. Và thường á, những cái trường đại học á, mình sẽ nói là một cái campus ha. Campus. Nhưng mà thường teacher sẽ sử dụng cái này trong cái nghĩa là chi nhánh hơn. Giống như mấy bạn học một cái trường nào đó mà nó có một chi nhánh, hai chi nhánh đi. Thì bữa nay mình học ở campus này, hôm sau mình học ở cái campus bên kia, làm sao đó. Okay. Ở trong trường hợp câu hỏi này thì các bạn sẽ thấy có bao nhiêu trường đại học quốc tế á. In the world. Câu số 4 là gì? How many countries are mentioned in the passage? Có bao nhiêu quốc gia được nhắc đến ở trong cái đoạn văn đó bạn ha? In the passage. Rồi, các bạn nhớ ha, mình đọc bài và mình sẽ trả lời 4 câu hỏi này. Đầu tiên là how many international students in the world? International student in the world. International student in China. Campuses in the world. And how many countries are mentioned. Rồi, các bạn ơi, các bạn tập các kỹ năng scan các bạn nhé. Những cái gì mấy bạn cần biết á, các bạn scan nhanh con mắt mình, các bạn lướt nhanh con mắt của mình tìm cái vị trí của cái dữ liệu mình cần biết thôi. Những chữ còn lại mấy bạn bỏ qua dành tiếp chờ nha. Rồi. Rồi, cái tựa đề của mình là home or away. Ở nhà hoặc là đi xa. Okay. Choices in today's education. Những cái sự lựa chọn của học vấn vào lúc này mấy bạn nghe. Yeah.
Các bạn cố gắng mình lướt nhanh qua cái này để mình trả lời những câu hỏi đó ha. Các bạn nhớ không? Đầu tiên, câu đầu tiên là các bạn lướt, các bạn cứ đọc, các bạn cứ lướt những cái thông tin mình cần thiết đi. Ở đây teacher sẽ ghi ra những câu hỏi lại cho các bạn. Bạn để thấy khi mình trả lời những câu hỏi ha, many các bạn tìm những con số thôi, các bạn không có cần đọc đâu. Look for the number. Okay. And câu cuối cùng, câu số 4 là quốc gia. Thì những cái nước nào ở trong được nhắc đến ở trong này, các bạn tìm tên những cái nước thôi, các bạn không có cần đọc thông tin đâu, mình chỉ cần lướt để mình tìm thông tin thôi à. Okay. So, number one, how many international students in the world? Wait, how many international students in the world? And where can you find them? Các bạn nào tin không không? Mình đang tìm một con số. How many people are there? How many international students are there in the world? Chỉ là 160 international. Cái đó là campuses, right? Đúng rồi, cái là campuses, right? Okay. Các bạn nào thấy được cái con số đó không? Dạ Hannah, how many Hannah? 4 million. Very good. There are 4 million international students, các bạn ha. Đây là một cái mạng của người ta không biết số á, mà người ta biết chữ á các bạn. Nhưng mà các bạn lướt qua con mắt của mình cũng để ý những cái con số mà viết bằng chữ nha. 4 million international students. Okay. Right. In China thì quá đơn giản rồi các bạn hả? Các bạn thấy rõ ràng là nó viết bằng con số rồi. 200,000 international students in China, yeah. And campuses, there are 160 international campuses. And how many
What country are mentioned in the text? What country? Bạn nào liệt kê danh sách những cái quốc gia, những cái nước mà bạn thấy ở trong này được không? Okay. Bạn Anh, can you list the what country can you see in the text, in the passage? Okay. Can you list the country that you can see from the passage? America. Canada. Britain. Britain, huh? Britain. Europe. Australia. Australia. Okay. And China. China. Yes. Okay. Is Europe a country? Europe phải country không ta? Chà, không có hỏi với bạn nam, hỏi với bạn nữ, coi bạn dành địa lý không? Europe, is Europe a country? Bạn em không biết không? No. Okay. Yeah, Europe is cái châu lục với bạn ha. It's a continent. There's many countries in Europe. Okay. Vậy bạn có cái đoạn B là người ta nói hết là những cái quốc gia rồi ha. Cái nước rồi. Very good. Bạn thấy ha, đối với dạng đề, tôi sẽ nhắc lại luôn. Đối với dạng đề reading của IELTS, các bạn sẽ không thể nào mà biết hết những cái từ ở trong bài reading. Cho nên cái nhiệm vụ của các bạn á là các bạn phải đọc câu hỏi và mình coi mình cần cái dữ liệu gì ở trong cái đoạn đọc để mà mình lọc các bạn nhé. Cái đoạn này như các bạn trả lời 4 câu hỏi thì các bạn đâu cần tốn nhiều thời gian đâu. Các bạn chỉ cần tìm những cái con số thôi mà, đúng không? Con số và những cái tên, những cái nước thôi. Cho nên các bạn sẽ không có cần đọc cái gì ở trong này hết trơn á. Okay. Mình chỉ cần tập con mắt mình nó lướt, mình tìm thông tin. Okay. Các bạn sử dụng cái kỹ năng này để các bạn mai mốt mình làm ở trong những cái bài đọc ở trong trường cũng được đó các bạn. Mình chỉ cần đọc câu hỏi rồi mình lướt, mình tìm thông tin thôi. Chứ mình đừng có tốn quá nhiều thời gian cho bài đọc mấy bạn nhé. Ở đây không phải là chương trình đọc hiểu. Đọc hiểu nó sẽ khác. Đọc hiểu là bạn phải đọc và bạn hiểu hết ý nghĩa của cái bài đọc. Nhưng mà IELTS là không phải đọc hiểu. Mình chỉ cần đọc những cái gì cần thiết để mình trả lời câu hỏi cần thiết của mình thôi. Vậy là xong. Mình bỏ qua. Mình đừng có dành quá nhiều thời gian cho bài đọc. Để bạn biết là IELTS thì mình sẽ có một tiếng thi đọc, đúng không? Và các bạn sẽ phải đọc tới hơn 10.000 từ lận. Cho nên nó rất 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 là nhiều thông tin. Và nếu như các bạn không có tập cái kỹ năng nó gọi là scan các bạn ha. Kỹ năng scan là kỹ năng mà mình các bạn biết cái máy scan mà đúng không? Mấy bạn để cái tờ giấy vô là cái máy nó scan một cái là nó đưa qua trên máy tính cho mình liền. Vậy thì con mắt của mình nó cũng có khả năng scan như vậy đó. Mình scan là mình nhìn bao quát, mình nhìn tổng quát cái bài đó để mình tìm những cái dữ liệu cần thiết hay không thôi ha. Rồi, vậy thì mấy bạn mình làm tiếp phần số 3 này các bạn. Read the text again and choose the correct answer. Okay. Ở đây mình có A với B thôi à. 50-50. Rất là đơn giản ha. Vậy thì câu số 1. There are gì đó choices in education for students today. Then you got a lot and not a lot. Number 2. Students are looking for university. Okay. A. In English speaking country only. And B. With an interesting social life. Thì những cái học sinh á, những cái sinh viên á, là người ta tìm trường đại học, người ta sẽ dựa vào gì? A là gì? Tiếng là speaking country. Okay. B, interesting social life. Okay. Cuộc sống xã hội mà nó thu hút các bạn hết. Number 3, some students. Okay. A, go to work overseas. Thì học sinh á, thì đi làm việc ở những cái nước khác á, overseas. And B là think Western style education is bad. Đấy là Western style education is bad. Cái giáo dục phương Tây á, thì cái cách giáo dục phương Tây thì nó xấu mà. Okay. Number 4, international students bring home
thì những cái người học sinh quốc tế nè, họ mang về nhà cái gì? Đấy. Một là A là business idea, B là up to date idea. Up to date idea. Các bạn có biết cái chữ up to date không? Up to date. Như cái máy tính của mấy bạn nó cần update, nó cần update lại tiếng Việt là gì ta? Upgrade nó là nâng cấp, update hình như là nâng cấp là upgrade là nâng cấp, các bạn update mình lâu cái điện thoại các bạn nó hay xài nó cũng có update đó các bạn, như vậy cái tiếng shower này, nhưng mà các bạn biết từ tiếng Anh nghĩa của nó rồi đúng không, mấy bạn bỏ nghĩa tiếng Việt đi, khỏi nghĩa, khỏi biết nghĩa tiếng Việt đi các bạn. Update ha, tức là nó cập nhật, đúng rồi, cập nhật. Update là cập nhật, thì up to date là cập nhật đến ngày hôm nay ha. Up to date là cập nhật đến ngày hôm nay, tức là những cái idea mà up to date, tức là những cái ý tưởng mà nó gần gũi nhất cái thời gian này nhất. Giống như mình có một cái phương pháp giải toán đi, thì up to date idea có nghĩa là cái phương pháp mà gần đây nhiều người sử dụng nhất, chứ không phải là cái outdate ha. Outdate là cái phương pháp mà người ta đã sử dụng rất là lâu rồi mà nó không có ai sử dụng nữa. Up to date là đến hôm nay. Câu number 5, university are changing because, trường đại học nó thay đổi vì lý do tại sao? A, because of international education, okay, giáo dục quốc tế, và B, they are exciting places. Okay. Tức là những cái trường đại học thì nó thay đổi bởi vì chúng là những cái nơi rất là hấp dẫn, hào hứng hấp dẫn gì đó. Okay. À, phần này sao cho các bạn đọc cho dễ người ta. Mấy bạn đợi chút chờ mở cái chương trình ở bên này, và chỉ chờ share luôn hai cái màn hình, cái nguyên cái màn hình để cho các bạn có thể đọc cho dễ nha. Trang 35. Các bạn thử dành tầm 3 phút đi, 3 phút mình trả lời những câu hỏi này dùm tiếp theo nhé. Các bạn nhớ các bạn lấy thông tin ở trong cái đoạn nào thì các bạn nhớ nói cho teacher biết là các bạn lấy thông tin ở đoạn A, đoạn B, đoạn C, đoạn E gì đó.
All right, so what do you think of number one? Hồi nãy tới tới Thịnh đi. Thịnh ơi, can you answer number one, Thịnh? Number one is I a lot, yeah. Where did you get the answer? Can you read the sentence? Yeah. If the student today have many education choice. And... Mm-hmm. And the first sentence, right? Student have many education choices. Yeah. Oh yeah. This one. Yeah. Yeah. What? Okay. Yeah. So that's the 1A. Thank you, Thịnh. Number two. Hey Charlie, can you do number two, please, Charlie? Yes. Number two. Yeah. Number two. Number two is B. Is B? Yeah. What sentence that tell you B is right? Because a lot of international students travel to America, Canada, Brighton, and Australia, but students aren't just going to English-speaking countries. Okay. Yeah. Why don't you read the last sentence of paragraph B? It's the easier one. So they're looking for a good university with an interesting social life. Yeah. Yeah, okay, that's easier. All right. That's the... Okay, thank you, Charlie. Number three, Bing, what do you think of number three, Bing? Một số sinh viên thì như thế này. Thing Western style education is. Phải không? Phải học sinh nghĩ như vậy không? Hay là người khác nghĩ như vậy? Sinh viên á, chọn là sinh viên. A student. Good to work overseas. Okay, cái câu này nó có một cái bẫy nha, bạn thấy để ý. Người ta ghi là cái gì? Some people think, các bạn hát. Còn ở bên này người ta ghi là some student. Đây là một cái bẫy rất là thường xuyên mình sẽ gặp nha các bạn, nhưng để ý cái phần đó. Vậy thì ở đây người ta nghĩ là Western style education is bad. Nhưng mà some student á, student thì lại go overseas to work. Vậy là mình có 3A rồi. Đi học ăn cơm đi. Nhanh, khỏi nấu mì. Hello mày luôn. Hello mày. Ok. Rồi. Right. Rồi, thank you Bing. Number 3 is done. Ui da, chạy để đâu mất tiêu rồi. Number 4. Nhờ bạn nào ta bạn number 4. Nhờ bạn Vy đi, Vy ơi. Can you do number 4, Vy? I think B. B, up to date, okay. What sentence that let you know that up to date is the right answer? Paragraph D. Okay, what sentence? Which one? International student leave university with up to date idea. Uh-huh, very good. And take the knowledge back to their country. Very good, Lee. Well done. And last one, number five. What do you think, number five, Quốc Nguyên? Em không thấy. Chưa thấy ha. Okay. Anh tên cách này tên là cô B. Cô B hả?
Exciting place. Câu nào vậy? Câu nào mà... À, lộn. Ai. Number 5 phải không? Tiếp theo. Number 5 phải đúng rồi. Ai hả? Ok, à. Bởi vì international education hả? À, đúng rồi. Yeah. Các bạn để ý nè, cái trong đoạn y người ta nói là gì? International education is changing university. Vậy thì ngược lại là gì các bạn? University are changing because of international education. Very good. Very good. Mình nghe câu đầu luôn ha. Ok. Well done. Vậy ha các bạn. So we finished today. So remember your homework is the speaking, and I'll see you Sunday next week. Have a nice week, everyone. Okay, goodbye, everyone, and have a nice week. Goodbye, teacher. See you. Bye, bye. Okay. Goodbye, teacher. Bye.